bạn, hôm nay trước khi đến với video mới của mình, chúng ta cùng nhìn lại một vấn đề. Đã bao giờ bạn gặp phải tình trạng khi ra sân cầu, đối phương phát cầu cho mình nhưng mình không thể nào để mất cầu đẹp lên được, dù mình đã rất cố gắng. Hỏng một quả, hai quả thì không sao, nhưng hỏng mãi và nhiều khi bắt cầu được rồi nhưng cầu lại không nêu được lên đẹp được. Đồng đội của mình nhìn thấy cũng ngán ngẩm, chán nản, và có khi chắc sẽ không bao giờ họ sẽ làm đồng đội của mình nữa. Rồi mình cũng cảm thấy mình thật kém cỏi, và có thể bạn sẽ ngại và lần sau sẽ không vào sân cầu nữa, và có thể sẽ từ bỏ những cái đam mê của mình. Có phải thật đáng tiếc không? Nhưng không sao, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Một vài chú ý đó là: thứ nhất, khi bắt cầu, người khom xuống, chân trùng chứ không để thẳng chân. Thứ hai, chúng ta sẽ lấy động tác tâng cầu làm cơ sở. Bạn nào chưa xem video tâng cầu thì hãy quay lại trang của mình để tìm video tâng cầu nhé. Cái thứ ba, các bạn hãy chú ý cái chân trụ, chân tâng cầu và mặt luôn hướng về phía quả cầu, giống như động tác tâng, thì như vậy cầu lúc nào cũng nên đẹp. Cái thứ tư, các bạn tâng cầu hãy cố gắng lên điểm cách mặt phía trước của các bạn khoảng 1 mét, và cầu bay bất cứ vị trí nào các bạn cũng hãy nêu lên và cao 3 mét trước mặt. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với việc các động tác. Đầu tiên, cầu bay trước mặt, các bạn bắt cầu giống như động tác tâng cầu bình thường, cầu sang trái trước mặt. Chúng ta di chuyển chân trụ hướng về phía cầu, rồi sau đó nhấc chân giống như tâng cầu. Cầu sang phải cũng vậy, cầu sang trái ngang người, các bạn cũng xoay chân trụ. Các bạn chú ý là chân trụ hướng thẳng với cả chân tâng cầu và mặt với cầu là đều là một đường thẳng. Cầu ra đằng sau cũng vậy, quay chân trụ hướng về phía cầu, rồi đưa chân bắt cầu như động tác tâng. Đầu tiên, cầu bay về phía bên trái và sát lưới. Cầu xoay ngang, các bạn hãy bước một bước để làm chân trụ, rồi các bạn đưa chân lên bắt cầu như động tác tâng cầu. Cầu bay về phía sau cũng vậy, các bạn hãy chú ý chân trụ của mình xoay nhé. Khi cầu xoay ngang, chân cũng xoay ngang. Còn khi động tác cầu sát người, các bạn hãy xoay chân trụ sang một bên và sau đó quay người để bắt cầu giống như động tác tâng cầu, làm sao để chân mình được thẳng như động tác tâng. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với động tác bắt cầu khi vào cầu. Các bạn hãy để đây là động tác bắt cầu trước mặt. Động tác cầu trước mặt bên phải, các bạn hãy cố gắng đưa cầu ra trước mặt. Có thể mới đầu các bạn sẽ không làm được vì nó sẽ rất là gượng chân và bắt cầu trượt rất nhiều, nhưng các bạn cứ cố gắng luyện tập khoảng 1 tuần thì cầu sẽ ổn định hơn. Nhưng trước khi đến với động tác này, các bạn hãy nhớ cho mình là hãy tập động tác tâng cầu trước, rồi sau đó mới đến động tác di chuyển sang người.